Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng, và chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Hôm nay miền Bắc sẽ có mưa, tập trung ở Trung Du và vùng núi. Diễn biến cụ thể như thế nào với chị Lan Chi? Từ đêm qua thì ở vùng núi Bắc Bộ đã chuyển mưa rào và dông khi mà cái rãnh gió Tây ở độ cao 5.000m di chuyển sang, chị Thảo ạ. Qua cập nhật trên ảnh radar lúc này thì mưa vẫn đang xảy ra ở Điện Biên này, Sơn La, Yên Bái và Hà Giang, tương ứng với những vùng màu xanh lá cây và xanh nước biển như quý vị có thể thấy. Tại Điện Biên hay là Sơn La thì có điểm mưa to với lượng mưa ghi nhận là từ 26 cho đến 84mm. Dự báo là mưa rào vẫn sẽ xảy ra trong hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to, và mưa thì khiến cho đường xá trở nên trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Vì thế nếu như quý vị có kế hoạch mà di chuyển trên các cung đường đèo núi ở phía Bắc thì cần phải cẩn trọng ạ. Còn vùng đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội thì sẽ ít mưa hơn, trạng thái chủ đạo là nhiều mây. Dạ vâng, như vậy là vùng núi Bắc Bộ thì đang có mưa rồi. Còn với các khu vực khác thì hôm nay có mưa hay không vậy chị Lan Chi? Mưa sẽ chỉ xảy ra ở một vài nơi thôi chị ạ, còn lại chủ đạo thì sẽ là nắng. Như là ở Trung Bộ chẳng hạn thì sẽ là trạng thái nắng mây đan xen, không khí khá là dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ là từ 28 đến 29 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận khoảng 29 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì đều có cường độ nắng mạnh, thế nhưng mà nhiệt độ sẽ có sự chênh lệch. Ở Tây Nguyên thì mức nhiệt vừa phải khoảng 30 đến 31 độ. Trong khi Nam Bộ lại nóng rõ vào trưa chiều, nhiệt độ tăng lên từ 32 đến 34 độ. Thậm chí là ở miền Đông thì có nơi chạm mức nắng nóng 35 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Trên biển hôm nay thì vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi, gió khoảng cấp 3, cấp 4. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa và khu vực từ Bình Định xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn khoảng từ 4 đến 10 km trong mưa. Dạ vâng, và cảm ơn chị với những thông tin dự báo thời tiết chi tiết vừa rồi.